thiếu nữ 23 tuổi, sống trong một căn nhà dột nát, tự tay của ông bà ngoại dàn dựng cho. Cuộc sống hôn nhân thì không được trọn vẹn, nên hai đứa thì đành chia tay sớm, bỏ lại một đứa con thơ mới được 9 tháng. Hiện tại thì em đang bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không có tiền để đi chữa trị, nên đành chấp nhận theo số phận. Theo chia sẻ về phía ông bà ngoại, em đã mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, nhờ được dưới vòng tay yêu thương của ông bà ngoại đã nuôi em khôn lớn. Bây giờ không biết câu chuyện thật hư như thế nào, xin mời quý vị xem hết video sẽ hiểu rõ hơn ạ. Thì tức như là hồi xưa ở đó là em lên sanh bé, dạ, là sanh ở Sản Nhi, dạ, bên Sóc Trăng mình ha. Dạ. Rồi họ báo là em bị áp xe. Dạ. Rồi hiện tại là trên ngực mình là em có thấy nhức mỏi gì không? Dạ cũng có, nhức mười mệt mỏi cũng có đủ hết trơn mà không có thuốc có gì, cũng gán ngày qua ngày vậy đó. Ừ, từ nhỏ tới lớn là em ở bà ngoại hả? Dạ. Rồi giờ bố mẹ mình sao? Bố mẹ em ly hôn lúc em 3 tuổi rồi, giờ có gia đình riêng hết trơn à. Mẹ thì có chồng khác thì cũng nghèo à, đi làm cho người ta ngày xếp giỏ sách cũng 20-30 ngàn cũng đâu có đủ sống đâu. Bây giờ em biết hiện tại là mẹ mình đang ở đâu không? Ở bên Đại Ngãi. Ở Đại Ngãi? Dạ. Thì còn cha của mình? Dạ không biết, tại vì lúc đó em nhỏ quá không biết, cha mình không biết. Nó ở với thím hồi nhỏ vậy nè. Vậy đó hả? Ừ, giờ tới lớn lên vậy đó. Rồi có chồng. Dạ. Ừ, có chồng rồi nó phát bệnh vậy đó. Dạ. Rồi có chồng nó chạy bỏ rồi không, đứa con này thì không có sự. À, đây đây là bé. Ồ, em bé này là con bé Ngân hả? Ừ. Wow, rồi, mấy tháng rồi? 9 tháng. 9 tháng hả? Ừ. Ừ, nhìn tội quá cả nhà. Ừ, có sữa có vị bú. Ừ, rồi, dạ. Rồi mấy cô mấy chú ở Mỹ cô này nãy đó, bây giờ thêm không biết gì, thêm cảm ơn là giúp vậy thêm mừng lắm. Dạ. Mấy bữa trước á thì có tiền thì mua sữa một lon hai lon vậy, một hộp hai hộp cho uống. Dạ. Uống bằng ngày á, bằng đêm thì không có là dạ. Trà đá đường. Uống trà đá đường không uống á. Uống trà đá đường. Ừ. Trời ơi, trà thay sữa hả? Không có sữa, không có tiền mua sữa. Trời, thì uống trà đa đường. Ừ. Được. Để đi điều trị cho dứt điểm coi, có thể là bác sĩ điều trị được hay không. Mới mình biết chứ để kéo dài như vậy không được ha. Ừ. Dạ. Không được. Giờ bé có nhà không? Bé Ngân có nhà không? Đúng. Đâu phải con vô là hỏi thăm bé Ngân xíu coi. Ừ. Đêm qua là có thấy trên mạng rồi mà chưa thấy ở ngoài. Ủa, chưa thấy ngoài chứ mày. Thấy nó ra ngoài mà. Dạ. Đây, cái nhà đã tới nhà của bé Ngân ha. Đâu rồi? Ơi. Đâu rồi, Ngân đâu rồi? Bé Ngân đâu rồi? Rồi, chào em gái nè. Rồi, chào em gái. Đây cho anh cập nhật chút xíu để nói chuyện với nó rõ hơn. Hôm qua thì anh có thấy kênh của anh chị em á. Dạ. À, cô qua chơi hả? Qua thăm hả? Dạ. Ồ. Ôi, chào em nè. Dạ, em chào. Em có thể chia sẻ một lần được á. Em tên đầy đủ là gì? Kim Ngọc Nhân. Nhân hả? Dạ. À, không phải là Ngân, là Nhân hả? Nhân. À, Nhân. Kim Ngọc Nhân. Dạ. Là năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi. 23 tuổi rồi. Dạ. Thì nghe nói em hiện tại là có một đứa bé 9 tháng đúng không? Dạ, 9 tháng. Ở đây là căn liều này của em hả? Dạ, nhà em luôn á. Nhà luôn hả? Dạ. Hồi xưa giờ là em sinh sống với bà ngoại ha? Dạ, lúc nhỏ thì ngoại nuôi em tới lớn, tới có chồng rồi, hai vợ chồng ở đây. À. Xong vợ nó bỏ đi. Ừ. Nói chung là ngày hôm nay thì anh vô đây anh cũng muốn đề cập một đầu sâu về gia đình của em ha. Dạ. Nói chung là cái này là duyên thôi. Dạ. Thì hết duyên thì ta đi thôi, không sao cả. Dạ. Thì anh cũng muốn đầu sâu để cho em phân vân thêm nỗi buồn thêm cái gì nữa. Dạ. Thì thứ nhất là anh vô đây cũng như là hôm qua là anh có xem qua video clip của anh chị á. Cô chú có vô đây rồi có ghi hình lên rồi anh có nắm bắt được cái tình hình về như là sức khỏe của em nè. Dạ. Về cái hoàn cảnh của em đó thì anh cũng sáng nay anh cũng hấp tấp để dậy sớm để qua thăm sức khỏe của em coi. Hai nữa là mạnh thường quân của bên anh đó, thì cũng có gợi ý là cũng muốn là đưa em điều trị. Em muốn không? Dạ có. Bây giờ hiện tại là bệnh của em như thế nào, em có thể là chia sẻ cho bà con biết không? Dạ lúc em sanh bé bên Sản Nhi á. Ừ. Thì bên bác sĩ đó chỉ có đề cập rằng em bị áp xe nhưng mà chắc nặng nên người ta kêu em nó có điều kiện á lên Cần Thơ chị mới hết. Ừ. Ta chỉ nói vậy thôi à. Chứ phải lên Cần Thơ chị. Còn giấy bệnh sao thì người ta chưa có đề cập. Chị tức như là hồi xưa ở đó là em lên sanh bé. Dạ. Là sanh ở Sản Nhi. Dạ. Bên Sóc Trăng mình ha. Dạ. Rồi họ báo là em bị áp xe. Dạ. Rồi hiện tại là trên ngực mình là em có thấy nhức mỏi gì không? Dạ cũng có, nhức mười mệt mỏi cũng có đủ hết trơn mà
không có thuốc cái gì cũng gán ngày qua ngày vậy đó. Rồi từ trước đến nay mà mình chưa khi mà có anh chị bên ở kênh fanpage và YouTube của anh Hoàng Vũ đồ vô quay đó rồi, rồi dạ. Trước đó rồi mình sống bằng bằng cách nào, không có tiền bạc làm sao? Dạ nhờ ông bà ngoại cho ăn chút đỉnh rồi cậu đi làm ngày có 200.000 à. Trời xong ơi. Rồi xây sở như vậy luôn hả? Dạ. Rồi cho anh xin hỏi một chút xíu à, cho anh không dạ. muốn đào sâu dạ. là chứng đã hai em là chia tay lâu chưa? Dạ cũng nếu tính là 5-6 tháng rồi. Ồ 5-6 tháng rồi hả? Dạ. Rồi ok, nói chung là anh chỉ biết nhiêu đó thôi. Dạ. Chứ còn về sau về vấn đề của tình cảm của hai đứa như thế nào thì có duyên thì mình gặp, thì không duyên thì dạ. đi, thì cái đó là chuyện là thất thường thôi, không sao cả. Thì em cố gắng để nuôi lại, ở lại để nuôi dạ. Cho con của em để sau này lớn khôn nè. Rồi hàng ngày là mình có ước nguyện và mong muốn như thế nào, có thể chia sẻ không? Dạ em ước rằng là em có tiền chữa bệnh. Ừ. Để em sống nuôi con em. Ừ. Vậy ước nguyện của em chỉ cần lại có tiền dạ. Để nuôi sống cho con em. Dạ. Rồi căn bệnh em là phát được lâu chưa em? Lúc đầu thì nó ít, là nếu mà kéo dài thì cũng cỡ 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Dạ. Wow. Rồi tức như là 2 năm đó là em chưa biết cái bệnh án mình thực tế là như thế nào luôn hả? Dạ không, tại vì không có tiền để đi khám. Bây giờ có thể kể sơ về ở trên ngực của em là bị như thế nào? Là nó ăn vô trong luôn. Vô trong luôn là có mủ không? Dạ có. Có mũ luôn hả? Dạ. Wow. Thì lúc trước cái bên sẵn nhi là ta bảo là mình bị áp xe thôi. Dạ áp xe mà chắc là nặng á. Người ta chỉ nói vậy thôi à. Ờ. Chắc nặng nên người ta đề cập lên Cần Thơ. Chứ là người ta kêu mình lên, lúc đó là mới sanh luôn sao? Dạ lúc đó mới sanh luôn á, mà người ta nói là về có điều kiện thì lên liền cũng được. Đấy mà rồi. Em đâu có điều kiện. Bây giờ kéo dài từ lúc em lên sanh rồi còn 1 năm rồi đó, bé 9 dạ, tháng rồi. Bé 9 tháng rồi. Thì sao hồi nãy anh có gặp bà ngoại ở trước á, thì bà ngoại nói là đến lúc nổi mà em không có tiền để mua sữa cho con, là cho con uống trà đá đường luôn hả? Dạ đúng vậy. Nước đường, trà đường hả? Trà đường pha nóng tối cho nó uống. Trời ơi. Cô bé thường xuyên có khóc gì không? Dạ nó không có sữa nó cũng khóc vậy đó. Ừ. Nhưng mà biết sao giờ, phải chịu. Trời ơi, nó theo đúng à, theo em này còn trẻ nè, nên giống như là bà ngoại thì mình không nói đi. Em còn trẻ nè, em có hay lên mạng xã hội nè, tại sao mình cũng phải kêu gọi đi. Nói chung là mình phải kêu gọi mình biết được, tại vì nhà em thì ở dưới cánh đồng, chứ không có ai đi ngang đây để mình biết hoàn cảnh mình như thế nào, hiểu không? Dạ. Mình phải là đăng tải lên hoặc là nhờ cô chú nào đó, hoặc là mình lên kênh YouTube nào ở trong Sóc Trăng của mình đó. Rồi mình gõ lên như là kênh YouTube Sóc Trăng, rồi mình gõ lên đó, rồi mình lấy số điện thoại ở trên màn hình của anh em nè, rồi dạ. em phải liên hệ đi, bởi vì anh em sẽ sắp xếp xuống đây để mới tìm hiểu hoàn cảnh của em như thế nào. Chứ em cứ để lâu dài kéo dài bình an như thế vậy, em còn trẻ nữa nè. Dạ nhờ trời thương nên em mới gặp được kênh của anh Hoàng Vũ. À hôm qua là có anh Hoàng Vũ quay đúng không? Dạ. Nghĩa là anh Hoàng Vũ là ở trên Sài Gòn hả? Dạ ở bên Sài Gòn. À. Vậy là cũng được đi, nói chung là cũng nhờ cái kênh của anh Hoàng Vũ đi. Dạ. Cũng có đăng tải lên rồi mới được cô chú mình biết đến hoàn cảnh của em nè. Thì hôm qua thì anh cũng vô tình anh lướt anh xem thôi, anh chứ không có biết thông tin gì hết. Lướt lên xem thôi, ủa, có hoàn cảnh ở đâu ta? Thấy nghe nói là ở ấp Nô Tình Yêu nó quen quen lắm. Tại vì anh cũng ở gần đây chứ không có xa. Dạ. Anh cũng gần đây mà. Rồi hôm qua là cô chú mình vô được hỗ trợ được gì nè, nói anh nghe thử coi. Thì có cho gạo, cho sữa, cho cháo cho con bé mà ở đây đem về gửi nhà ngoại. À, cũng có cho sữa dạ, nè. Chứ cho chút đỉnh tiền. Ừ. Chứ gom góp được chút đỉnh tiền em mua cái bảo hiểm á, để thứ hai em đi khám. Rồi thứ hai là mình có bảo hiểm đúng không? Dạ. Ok, cho giờ ha. À, thì hồi sáng thì nói chung là mình thân quen của anh á, cũng có xem qua kênh của anh Hoàng Vũ á, hiểu không? Dạ. Thì có xem qua rồi thì cũng có gợi ý cho anh qua đây sớm để được cái thứ nhất là xuống đây là phải hỏi thăm sức khỏe của em và cái mong muốn của em là ước nguyện của em là như thế nào ha. Tại vì nói chung là căn bệnh là trên người của em. Dạ. Viết bệnh là ở em. Dạ. Còn Mạnh Thường Quân cũng như là tụi anh đây là người chia sẻ, cũng là người xuống đây để tức là hỏi ý kiến của em đã, em có bằng lòng hay là em có ước nguyện để em đi trị bệnh hay không thôi ha. Dạ. Nếu mà em nói là bằng lòng
ước nguyện của em là đi trị bệnh để khỏi bệnh rồi em sẽ như là có sức khỏe để nuôi con sau này. Yeah. Thì anh đây cũng như là Mạnh Thông Vân sẽ sẵn sàng để hỗ trợ cho em, sẽ đi khám. Yeah. Đi điều trị luôn á. Yeah. Em chịu không? Dạ yeah, chịu. Đi điều trị luôn ha. Dạ. Đó, bây giờ có cô chú này vô. Dạ, vô nãy mới có mấy cô lại cho đồ. Cho gạo sữa. Cho gạo sữa này kia ha. Dạ. Bây giờ bảo hiểm em có bảo hiểm đúng không? Dạ. Có bảo hiểm. Rồi tất nhiên là ngày mai thứ bảy rồi, thứ bảy chủ nhật. Bây giờ anh hỏi thế này nè. Nói chung là anh vô đây thì chắc chắn là anh chỉ là một người lạ rồi đó. Anh là người lạ đó. Vậy em có tin tưởng anh không? Dạ, em tin tưởng. Ừ, tin tưởng anh không? Dạ. Tại vì anh làm kênh này, tên kênh của anh là trên đây là anh là bên kênh Vĩnh Vlog ha. Dạ. Anh giới thiệu thôi, kênh anh là kênh Vĩnh Vlog. Thì anh cũng chuyên đi giúp bà con vùng sâu vùng xa, như là bà con có bệnh hiểm nguy này, hiểm nghèo này kia đó. Anh có thường đi giúp. Thì bây giờ anh có ý kiến như vậy, nếu mà em bằng lòng, em có ý nguyện để đi điều trị, anh sẽ đưa em tới bệnh viện Sóc Trăng. Hồi nãy anh có liên hệ lên Sóc Trăng rồi. Yeah. Có bà chị Sóc Trăng là liên hệ lên đó để tìm một cái bệnh viện ông bú. Yeah. Rồi cho em đi khám. Nếu mà ở trên Sóc Trăng họ nhận ca của mình để điều trị thì cho em điều trị Sóc Trăng. Yeah. Nếu mà bên đây người ta khám mà bệnh án của em nặng hay là như thế nào đó thì mình có thể là lên Cần Thơ. Em chịu không? Dạ chịu. Đó, trước hết là mình đừng có suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ thứ nhất là mình phải đi điều trị trước đã. Dạ. Đi điều trị trước ha. Dạ. Thì mỗi khi là anh đến đây rồi anh đã quyết định rồi thì quay lên thì cô chú anh chị cũng đã biết ở trên đây, trên mạng xã hội đã biết hết trơn rồi đó ha. Dạ. Đó, ước nguyện của em cuối cùng là em được muốn đi điều trị ha. Dạ. Ừ. Hôm nay được cô chú hỗ trợ nhiều ha. Dạ, cũng cho gạo, cho sữa, cho cháo, cho nhỏ. Hồi nãy cái phần gạo của anh đem vô chưa? Chắc đó. Phần gạo đó hả? Dạ. Rồi cho anh xin thông báo luôn ha. Cái phần gạo ở đó là phần gạo của em biết cô Huấn không? Dạ em biết. Cô Huấn băng băng bún ở sau tiệm vàng của chú Tấn Kiệt á. Dạ. Có cô Huấn thì sáng có ghé đó ăn sáng. Thì cô Huấn cũng có gửi theo anh. Dạ. Mời ký gạo để cho hoàn cảnh của em ha. Dạ. Cảm ơn cô Huấn tiếng đi. Dạ, cho con cảm ơn cô, cho con một số gạo. Ok. Còn riêng anh ngày hôm nay thì xuống đây chắc anh cũng chưa giúp, không có giúp được cái gì hết. Anh nói thẳng là hôm nay là chỉ là đúng xuống thăm hoàn cảnh của em. Rồi quyết định của anh là sẽ đưa em đi điều trị. Dạ. Nha. Dạ. Bây giờ nghe nói là bảo hiểm của em là ngày thứ hai mới có hiệu lực hả? Dạ, thứ hai mới có hiệu lực. Ok, thì ngày mai cũng là thứ bảy rồi. Rồi mốt là chủ nhật rồi. Bây giờ mình quyết định ngày thứ hai ha. Dạ. Anh đang có liên hệ rồi, thì Mạnh Thường Quân cũng có gọi, bên anh thì cũng có gọi hết trơn rồi, nói chuyện hết trơn rồi. Thì bây giờ là ngày thứ hai ha. Dạ. Thứ hai anh sẽ chạy qua đây rồi, anh sẽ chở em, trực tiếp chở em đi luôn. Dạ. Đi lên bệnh viện ở trên Trần Hưng Đạo, ở trên bệnh viện tư chuyên khoa về ông bú á, sẽ đưa em đi khám luôn ha. Dạ. Em có mừng không? Dạ mừng. Mừng ha. Dạ. Đó, em được đi điều trị ở đó, thì cách đây 2 năm rồi. Cách đây 2 năm mà chưa từng đi khám gì luôn hả? Dạ chưa. Ừ. Tại không có tiền, không có điều kiện nữa. Người cho anh hỏi vấn đề một chút xíu nè. Hơi tế nhị như là từ nhỏ tới lớn là em ở bà ngoại hả? Dạ. Rồi giờ bố mẹ mình sao? Bố mẹ em ly hôn lúc em 3 tuổi rồi. Giờ có gia đình riêng hết trơn à. Mẹ thì có chồng khác thì cũng nghèo à. Đi làm cho anh ta ngày xếp vỏ sách cũng 20-30 ngàn cũng đâu có đủ sống đâu. Bây giờ em biết hiện tại là mẹ mình đang ở đâu không? Ở bên Đại Ngãi. Ở Đại Ngãi? Dạ. Thì còn cha của mình? Dạ không biết, tại vì lúc đó em nhỏ quá không biết. Cha mình không biết. Tức là từ 3 tuổi tới nay là mình ba với mẹ chưa từng qua thăm em luôn hay sao? Mẹ thì vẫn thường xuyên qua thăm. Mẹ thường xuyên qua thăm. Dạ. Rồi cha là đi biệt tích luôn? Cha biệt tích luôn, tại lúc đó em mới 3 tuổi em không biết gì chứ. Lúc đó em 3 tuổi thôi, rồi cha mẹ cũng không may mắn rồi mình ly hôn. Dạ. Rồi bỏ em là ở trong bà ngoại luôn. Dạ. Chứ không có bắt em theo, cha cũng không bắt mà mẹ cũng không bắt không? Dạ không bắt, bỏ em ở đây. Trời ơi tội dữ ơi. Lúc cha mẹ bỏ mình thì mình có cảm nghĩ buồn gì như kia không em? Dạ có, tủi thân lắm. Tủi thân. Thôi bây giờ thì
đi sao giờ cái số mình như vậy, mình cũng có bà ngoại đi, ông ngoại đi. Thôi giờ trước mắt là vậy đi, trước mắt là anh tới đây để muốn giúp em để đi điều trị trước đã không? Rồi căn nhà này mình làm lâu chưa em gái? Thì cũng lâu rồi, ông bà ngoại làm cho. Ờ, ông bà ngoại làm cho hả? Dạ. Lúc đó là chồng mình còn ở không? Dạ còn, nó không tiếp làm nữa. Trời ơi, nhỏ xíu này rồi bếp đúc này. Rồi mình nấu ở đây rồi ngủ đi luôn hả? Dạ, chừng nào mà mưa giọt thì qua nhà ngoại ở. Lúc trước thì làm ăn làm uống ở đây, còn bây giờ đâu có gì làm đâu. Qua ăn ké ông bà ngoại không à. Trời ơi, tội dữ vậy. Rồi đây mình cầu tiêu, cầu tắm làm sao em gái? Bên sau, bên ngoại sau. Ờ, à, nói chung là mình đi chung với bà ngoại, ông ngoại luôn. Dạ. Trời ơi, nhà nhỏ xíu rồi, toàn là dách này, toàn là dách, toàn là bằng lá dừa. Lá dừa không, rồi ban đêm hôm là mưa gió làm sao? Mưa gió thì ông bà ngoại thấy tội, hai mẹ con ở đây tối kêu qua bển ở ngủ. Ồ, như là tối đêm qua bên ngoài ngủ hả? Dạ. Trời, tại vì sao ông ngoài cánh đồng mà thấy hẻo lánh quá nè. Dạ. Ừ, thấy vắng tanh nè. Cái đường đi vô hồi nãy chạy vô một mình không dám vô đám mì rừng không. Dạ. Nhìn ớn muốn chết sợ. Giờ đỡ. Giờ đỡ hả? Dạ. Ồ. Trời, thấy tội luôn, hoàn cảnh quá trời. Bi đát luôn đó nha. Đó nãy mấy cô rồi. Hồi nãy như có sư thầy xuống đây thăm dạ. Ha. Dạ có. Có sư thầy xuống thăm nữa. Bây giờ thì bà con mình giúp được con phần nào thì con cảm ơn của cô chú, cái phần quà của cô chú phần đó ha. Khi có một cô chú mà có gửi phần quà cho mình, mình nhớ cảm ơn nha. Dạ. Ừ, nhớ cảm ơn. Đó thì con cũng may mắn lắm, mới được gặp anh Hoàng Vũ nè. Gặp dạ. Được anh Hoàng Vũ, thì anh Hoàng Vũ mới như là chia sẻ thông tin này rộng rãi ra mới được. Như là anh mới biết đến nè, ngày hôm nay thì anh đến thăm nè. Thì anh không nói gạt gì em đâu, hồi sáng lên thức 3 giờ sáng luôn. Giờ anh nghe anh xem được cái kênh á. Hôm qua thì anh chỉ xem qua cái live stream của anh chị thôi. Live stream thì không rõ ràng về cái câu chuyện gì hết. Thì anh cũng lướt vô kênh của anh Hoàng Vũ thì xem thực tế đó. Thì anh mới thấy quá trời luôn này. Rồi nên anh thức dậy 3 giờ sáng luôn. Để anh trông cho trời sáng sớm để anh chạy qua đây để hỏi thăm sức khỏe của em như thế nào không ấy. Với lại mạnh thường quân của anh cũng gọi ý để cho qua sớm để hỏi thăm coi. Hỏi em là có Mạnh Thường Quân bên kênh của anh chị nào có hỗ trợ cho em đi điều trị chưa, hiểu không? Dạ. Ừ. Thì đó, bây giờ anh hỏi rồi thì bên em thì chưa có bên Mạnh Thường Quân nào để hỗ trợ hết. Thì ngày hôm nay thì anh đến đây thì mục đích anh đến đây là cũng như là hỏi ý kiến của em như vậy ha. Thì em đồng ý rồi đúng không? Dạ. Đồng ý đi điều trị ha. Dạ. Bây giờ là ngày thứ hai là anh xuống đề đích thân là chở em đi luôn ha. Dạ. Ừ, rồi con của mình gửi đâu nè? Dạ, cho ngoại giữ giùm. Nó chịu không? Dạ, chịu, nó chơi. Ừ, chịu hả? Nói chung mình có sữa rồi ha. Dạ. Có sữa mình để nhà cho bé đi. Dạ. Còn cái việc là đi lên Sóc Trăng á, mình cũng chưa biết là như thế nào. Thì mình lên đi khám đã mới biết được ha. Dạ. Thì coi bệnh án mình là như thế nào. Mới mình mà tiếp tục điều trị như thế nào đó mới biết được. Chứ còn giờ mình, nói chung là chỉ dự định là ngày thứ hai ha. Bây giờ là bảo hiểm của em là ngày thứ hai là có hiệu lực rồi đúng không? Dạ đúng vậy. Ừ, có hiệu lực rồi. Bây giờ con đừng suy nghĩ, em đừng suy nghĩ gì sâu xa ha. Dạ. Đừng suy nghĩ gì hết. Thì có lẽ là bữa nay rất là nhiều bà con vô đây á, vô đây để thăm hỏi em á, nhiều lắm. Dạ. Anh mới tới hồi sáng thôi là được mấy người vô hỏi thăm nè. Dạ. Cho đồ quá trời luôn nè. Thì mỗi lần nhận quà nó phải cảm ơn ha. Dạ. Phải cảm ơn cô chú nè. Ừ, em biết không, cô chú lặn lội từ xa, từ xóm này xóm kia mà vô đường nhà em, thấy không? Mà nói anh cũng người dân ở đây mà anh đi vòng vòng anh lạc tới ngoài kia kìa, qua cầu Giáng bên kia. Dạ. Nói tên Ngân ở đâu á, mà đi lạc qua bên kia nữa đó. Rồi xong rồi mới hỏi người ta, nó không phải đâu, Ngân là nhà bên đây nè, mà anh chạy xuống bên đây nè. Nhà gì mà ở ngoài cánh đồng luôn, chưa từng thấy luôn mà. Dạ, nhà nghèo. Rồi đâu có đất trong xóm như người ta đâu, ở giữa ruộng. Giữa ruộng đây là giữa cánh đồng luôn mà. Ờ mà nhà này cất lâu chưa ta? Thì nhà cũng cỡ lúc mà nó còn ở đây cũng cỡ năm rồi. Năm ha? Dạ. Ờ à, là hồi đó hai đứa có cưới hỏi không? Dạ không có cưới hỏi. Ờ à, chỉ là đến với nhau thôi. Nhưng mà có giấy kết hôn đàng hoàng. Ừ, tại vì mình làm giấy kết hôn mới làm khai sinh cho con được. Dạ. Đó là điều đương nhiên rồi. Không sao đâu, thì nói chung là cái duyên thì mình đến đâu thì hay đến đó thôi. Dạ. Biết sao bây giờ
không có trách móc gì được hết ha. Đừng suy nghĩ gì hết. Cũng không có đề cập gì tới gia đình bên chồng gì hết nha. Rồi quá trời đồ luôn nè. Rồi mình sử dụng nước rồi này kia là có hàng ngày có nấu cơm không? Dạ đâu có gì nấu đâu, ăn với ngoại à. À, ủa là mình không có nấu cơm luôn hả? Dạ lúc trước mà nó chồng còn thì mình nấu ăn uống bình thường. Ừ. Nhưng mà tới nó không có nữa, đi làm không được, bệnh nữa. Xong rồi ngoại thấy tội không có gì ăn, hai mẹ con rồi cho qua nhà ngoại ăn. Mình đâu có bếp ga đâu. Dạ. Nếu mà xài bếp củi thì em cũng phải đi tìm củi, tìm này tìm kia đủ thứ hết trơn. Xung quanh đây có củi đâu, chỉ còn tàu dừa không. Giờ là nói chung là em qua nhà ngoại không, là ăn dạ. Uống nhà ngoại. Ăn uống nhà ngoại. Ừ. Cậu đi làm ngày có 200 ngàn à. Đi vô trong rừng á, đun củi cho người ta, giác củi. Ồ. Là còn người cậu nữa. Dạ, cậu chưa có vợ. Cậu chưa có vợ. Dạ. Lớn tuổi chưa? 30 ạ. 30 chưa có vợ luôn. Dạ. Thì đang nuôi bà ngoại hiện tại đó hả? Dạ, nuôi bà ngoại hiện tại. Thì nuôi cả em luôn. Dạ, nuôi em luôn. Đúng rồi, chứ em có đi đâu làm. Bây giờ em là gánh nặng cho cậu. Thôi, quá trời luôn. Thôi bây giờ thì mình thấy trước mắt gì đó, cậu cũng thương mình đó. Là gánh nặng cho em đó, em phải cố gắng vì thứ nhất là sức khỏe nè. Chứ không để kéo dài được nha. Dạ. Không kéo dài được. Bây giờ là ngày thứ hai này. Rồi anh đích thân xuống đây để chở em đi luôn ha. Dạ. Em báo tin cho em như vậy. Dạ. Biết trước vậy đó. Dạ. Đó, thì ngày thứ hai đi. Em chuẩn bị sớm anh cũng đi xuống đây sớm á. Dạ. Có thể là 5 giờ anh tới đây luôn á. Tại dạ. Mình đi Sóc Trăng xa lắm, 1 tiếng đồng hồ mà. Dạ. Ừ, lên tới bệnh viện đó. Mình phải đi khám, đi xét nghiệm đủ thứ hết trơn mà. Để coi họ có điều trị được ở trong Sóc Trăng hay không, hay là chuyển đi đâu nữa mới mình tính tiếp nữa ha. Dạ. Ừ. Anh chạy hút tới bên chùa luôn. Yeah. Ở bên kia chùa, hỏi cái quán trước chùa đó. Dạ. Yeah. Hỏi nhà em đó, mấy ta chỉ qua có một cái biển gì nhặt sống đi vô đó. Ừ. Mới anh chạy vô đó. Nhà khó tìm quá trời luôn. Ủa em bé đâu rồi? Bé ngoại. Lên bé xíu rồi, bé qua đây coi. Cho cô chú mình xem chút xíu rồi. Đem bé qua đây đây. Nghe tên ai? Thương cả nhà. Quá trời luôn cả nhà. Đây là căn nhà của dạ ngát mất mà. Thì nên chung là căn nhà này như là ông bà ngoại dựng lên cho tạm ở thôi, cũng như là cho ở riêng để cho bé có một cuộc sống riêng, có cảm nhận như thế nào đó. Giờ hai đứa thì cũng không có được suôn sẻ thì cũng chia tay rồi, còn trẻ quá thì suy nghĩ nông cạn đủ thứ hết trơn. Ừ. Đâu vậy, ngủ hả? Ngủ sao ngủ hoài vậy? 3 giờ thức rồi hả? Sao thức sớm như vậy? Sao thức sớm vậy? Trời ơi, thấy thương không? Tối ngày có mặc tả vậy đó hả? Dạ, không đâu có tả đâu. Tại mới Mạnh Thường Quân hôm qua cho mới mặc cho em á. À, là có chứ... Mạnh Thường Quân hỗ trợ tả. Dạ, chứ mỗi ngày không có. Quần áo đầy đủ không, em bé? Dạ, cũng mỗi người lại qua cho chút đỉnh vậy đó. À, trời ơi, nhìn tội không? Nhìn mặt kìa. Chưa biết gì đâu đó, em phải thứ nhất là em phải thương con ha. Dạ. Trước mắt là phải thương con nhất, còn về cái vấn đề những người lớn mình đừng suy nghĩ gì nữa. Dạ. Suy nghĩ là suy nghĩ em bé trước nè, mình phải đi điều trị cho dứt điểm rồi em còn đi làm được mà. Dạ em đi làm không? Được. Ừ, con làm được rồi, gửi bà ngoại này kia giờ 9 tháng rồi. Dạ. Khi em hết bệnh rồi bắt đầu là bé. Dạ. Là được tuổi rồi, tuổi mấy rồi là mình có thể em đi làm được rồi. Dạ em chỉ mong được hết bệnh em đi làm nuôi con. Ừ. Hôm qua cũng anh chị cũng được hỗ trợ được một phần nào đấy ha. Dạ. Đó thì phần của anh thì nói chung là chỉ muốn là đưa em đi điều trị thôi. Dạ. Em gái ha. Cố gắng đi điều trị cho hết bệnh nha. Dạ. Rồi anh báo tin với em về thôi. Dạ. Ngày thứ hai anh sẽ xuống đây ha. Ngày thứ hai anh sẽ xuống đây rồi xuống sớm á. Dạ. Mình không đi trễ được. Mình đi sớm để em còn bốc số nữa. Dạ. Đến đó để mình khám. Rồi em chuẩn bị giấy tờ nè. Dạ. Chứng minh. Cái thứ nhất là chứng minh, có chứng minh chưa? Dạ có, đầy đủ. Chứng minh nè. Rồi bảo hiểm nè. Ha. Dạ. Rồi em chuẩn bị hết trơn đi. Dạ. Rồi sáng sớm là 5 giờ ngày thứ hai là anh xuống đây để đưa em đi điều trị nha. Rồi ok. Dạ. Rồi nhìn thương không? Ê, ngủ hả? Rồi chưa, không biết cái gì luôn mà. Nhớ cái gì luôn mà. Nhìn tội không?
không cái gì luôn mà. Trời ơi, đáng thương quá à. Biết sao bây giờ hoàn cảnh mình như vậy rồi. Rồi ok vậy nha em gái nha, thì em đến thăm em đến đây thôi. À, cũng báo tin vui cho anh vậy đó. Rồi em mừng không? Dạ em mừng. Mừng không? Dạ mừng. Mừng hả? Đó cũng nhờ kênh của anh Hoàng Vũ đã lan tỏa ra đó thì mình mới. Cảm ơn anh Hoàng Vũ. Ừ, đúng rồi đúng rồi, cái thứ nhất là em phải cảm ơn anh Hoàng Vũ trước, anh cũng là người đăng tải video trước nè mới biết đến rồi anh chị, không phải cảm ơn cái anh cô chú anh chị nữa, sẵn tiện anh đưa tới đây đưa video lên cảm ơn anh chị hôm qua hôm kia đó, các anh chị mấy bác thường quân rồi đó. Ừ, đúng rồi, cho mẹ con em cảm ơn rất là nhiều. Ừ, cảm ơn vợ chồng anh Hoàng Vũ giúp đỡ cho em. Ừ, ok. Nói chung là anh vừa quay mà anh xúc động không? Có thể xúc động không? Rồi như vậy em gái ha. Bây giờ mình chỉ mong sao là có kết quả tốt đối với em thôi. Để mình đi khám, có khi là mình không có bệnh sâu vào cái nhưng mà mình ăn cái dạng như cái bệnh mà bệnh ác quỷ nó không có xuất hiện á. Thì chỉ ở ngoài da hoặc là ở đâu đó gần đây thôi là mình điều trị là được dứt điểm cho anh sớm sớm ha. Thì em cố gắng thôi nha. Rồi vậy thôi thì anh đến thăm gia đình cũng là thăm sức khỏe em đến đây thôi, cũng báo tin cho em biết là ngày thứ hai thì anh sẽ chở em đi điều trị căn bệnh của em ha. Mình chờ thông tin coi Quỳnh ăn em như thế nào ha. Rồi giờ cái nhà có xem qua video clip của Quỳnh thì cái nhà cũng quên cho Quỳnh một lượt like và một lượt đăng ký cũng như bình luận ở phía dưới nha cả nhà, để Quỳnh có những cái tương tác nhiều hơn để kênh của Quỳnh một ngày càng đi lên một chút xíu, để Quỳnh có động lực đi làm như là thiện nguyện cũng như đi giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa cũng như là trẻ mồ côi hoặc là những người có những căn bệnh hiểm nghèo, để Quỳnh có động lực nhiều hơn cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, mình xin khép video tại đây, hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo nha.